Tống Diệp ngay từ đầu là không nghĩ tới, trò chơi hệ thống đúng là đem hắn cũng trở thành là kháo nghiệm đăng nhập người chơi, đem đầu tên khen thưởng phát đến hắn nơi này. Bất quá, nếu bàn với tất cả chơi trong nhà, người nào đẳng cấp tối cao, hắn đúng là thực chỉ danh quy, dù sao hắn đều 136 cấp, hàng từ hai tổng giao cũng bất quá 146 cấp, hắn tuyệt đối là đứt gái đệ nhất. Trò chơi hệ thống thanh âm tiếp tục tại trong đầu hắn vang lên, thân bí đại lễ bao đầu danh khen thưởng như sau, 300 điểm thuộc tính, có thể chọn nhị cấp hồn thạch dương một cái công một viên nhị cấp kiếm hồn thạch, 50 viên cố nguyên đan đổi, duy nhất xưng hào thiên hạ vô song. So sánh với hạng 2 cùng hạng 3 lễ bao, đầu danh lễ bao có thể nói là phong phú rất nhiều. Lễ này trong bao đầu, đáng giá nhất chính là cái này duy nhất xưng hào thiên hạ vô song, cái gọi là duy nhất. Thì là cả cái trò chơi bên trong, cũng chỉ có cái này một cái, người chơi khác không còn có bất luận cái gì con đường có thể thu được cái danh xưng này. Thiên hạ vô song, cộng 666 khí huyết, cộng 200 tinh phách, tống diệt thể nội đã khảm vào một viên nhị cấp lôi hồn thạch, sau đó hắn liền đem viên kia nhị cấp kiếm hồn thạch cũng khảm vào thể nội nhị cấp kiếm hồn thạch có thể xứ người chơi thi triển tất cả kiếm hệ pháp quyết thương tổn cùng pháp quyết hiệu quả đều sẽ tăng cường 15%, đồng thời đối người chơi hộ pháp kỹ năng đồng dạng có tác dụng vừa tốt tống diệp nuôi nắng tốt nhất vu mộ thu cùng trình Uyển đình hai cái hộ pháp đều là kiếm tu các nàng hộ pháp kỹ năng cũng đều là kiếm hệ quyết hiện tại tống diệp thể nội có viên này nhị cấp kiếm hồn thạch liền có thể tăng cường không ít hai cái này hộ pháp kỹ uy lực có cái này sóng tăng cường, không chừng hắn rất nhanh liền có thể thông quan thứ 20 tầng. Mấy ngày về sau, Tần Huyền Khê về tới Tư Vũ Sơn. Tỉ mì tế Hinh nguyệt rất nhanh liền phát giác được sư tôn sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, thậm chí nàng cả người cho người cảm giác đều cùng trước kia có khác biệt rất lớn. Bất quá tần huyền khê từ trước đến nay không cho phép các đồ đệ hỏi thăm quan tâm nàng cá nhân công việc, cho nên Tề Hinh nguyệt cũng không dám tùy ý mở miệng hỏi. Tề Hinh nguyệt tâm lý xem chừng, sư tôn chỉ là nhất thời tâm tình không vui thôi nên không có gì đáng ngại. Đương nhiên, Tề Hinh Nguyệt làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, năng tôn kính nhất sư tôn vừa mới đã trải qua một trận đau khổ tăng trồng. Sư tôn, ta phái người đến Yến Thành sau nhiều lần điều tra biết được, có ma tu giả tại tháng 8 đinh vị hôm đó, tại Yến Thành Vĩnh An phường ngửi thấy huyền âm hoa hương hoa vị. Tề Hinh Nguyệt lúc này Tần Huyền Khê bẩm báo nói, huyền âm hoa, Tần Huyền Khê mi đầu ngưng lại, này yêu hoa có thể dụ dỗ đến bốn phía yêu thú, xem ra Yến Thành cái kia nhật xuất hiện nhiều như vậy đại yêu, đều là đoán này yêu hoa đang tác quái. Tề Hinh Nguyệt còn nói thêm, Huyền âm hoa cực kỳ hy hữu lại rất khó bồi dưỡng, nhưng đồ đệ biết La Tử Âm trong tay liền có một đóa hoa này, mà lại đồ đệ mật tháng còn điều tra đến, hôm đó, Lý Quốc trưởng công chúa Lý Tú Linh cùng Lý Quốc tướng quân Bàng Tịnh cùng xuất hiện tại Yến Thành. Lúc trước, chúng ta lại đã điều tra đến, La Tử Âm rất có thể đã phụ thuộc Lý Quốc hoàng đế, cho nên đồ đệ suy đoán, La Tử Âm hôm đó cho lấy xuất hiện tại Yến Thành, hẳn là dâng Lý Quốc hoàng đế chi mạnh tiến về đuổi bắt Lý Tú Linh, sau đó bởi vì một loại nào đó duyên cớ, La Tử Âm mới tại Yến Thành bên trong tế gia hắn. Huyền âm hoa Tân Huyền Khê trên mặt lúc này lộ ra kinh ngạc mà lại hàm ẩn bi thống thần sắc, đúng là La Tử Âm hại chết hắn. Tân Huyền Khê là lúc này mới nhớ tới, sớm ngày hôm đó trước đó, Lục Nhàn thì cùng nàng bẩm cáo qua, tại Lạc Thành phát hiện La Tử Âm tung tích, muốn đi trước Lạc Thành đuổi bắt La Tử Âm, là nàng Tân Huyền Khê bác bỏ cái này hành động, như thế mới khiến cho La Tử Âm cổ thả sông đến hôm nay. Nếu như nàng thế lúc đó liền đồng ý Lục Nhan chờ lệnh, để Lục Nhàn sớm một chút đến Lạc Thành đi đuổi bắt La Tử Âm không chừng, Tống Diệp liền sẽ không chết. Giờ phút này, lòng của nàng giống như bị hàng vạn cây mang bạch châm nhỏ cho đâm tiến vào đồng dạng, loại này cảm giác đau lòng, trước đây nàng chỉ có khi biết sư phụ Tử Tiên qua đời một khắc này mới trải nghiệm qua, nhưng rất nhanh, Tân Huyền Khê trên mặt chính là lộ ra một vệt túc sát chỉ sắc. Lý Quốc Hoàng thất, là Từ Ẩm, các ngươi làm hại bản tôn lại lần nữa cảm nhận được loại thống khổ này, vậy bản tôn liền nhìn lần vạn lần hoàn trả. Tề Hinh Nguyệt lập tức hướng Lâm Nguyên các phát ra bản tôn tuyệt uyên thánh lệnh, Tân Huyền Khê cùng Tề Hinh Nguyệt nói một chút nói để tất cả thủ yên giả lập tức tiến về lý quốc kinh đô lạc thành nghe nói như thế tề hinh nguyệt cảm thấy mười phần trần kinh sư tôn cho dù là muốn đồ thành cũng không cần thiết xuất động tuyệt uyên thánh lạnh a à. lâm nguyên các là phạm uyên tông nội chiến lực mạnh nhất tổ chức mà tuyệt uyên thánh lạnh chính là lâm nguyên các bên trong tối cao đẳng cấp triệu lệnh Một khi tuyệt uyên thánh lạnh phát ra lâm nguyên các 12 hai tên thủ yên giả vô luận tại chỗ nào vô luận tại thi hành nhiệm vụ gì đều phải nghe cái này lệnh hành động chỉ có phạm yên tông tông chủ mới có tư cách nắm giữ tuyệt yên thánh lệnh có thể lại không phải mỗi một đời tông chủ đều có thể có tuyệt yên thánh lệnh đến đông thời đạt được lâm uyên các mười hai tên thủ yên giả công nhận phạm yên tông tông chủ mới có tư cách nắm giữ tuyệt uyên thánh lệnh từng làm qua một đoạn thời gian đại tông chủ la tự âm liền không có cái này tuyệt uyên thánh lệnh tân huyền khê đã có trên trăm năm không có đi ra tuyệt uyên thánh lệnh khi liền năm đó nàng đồ diệt thánh thiên tông thời điểm cũng không có sử dụng cái này tuyệt uyên thánh lệnh tề hinh nguyệt cũng có thể nhìn ra sư tôn của nàng lần này xuất động cái này tuyệt yên thánh lệnh là xúc động phẫn nộ gây nên cũng không phải là bởi vì thực lực của đối thủ mạnh đến cần lao sư động chúng như thế nhưng tề hinh nguyệt làm sao cũng nghĩ không thông hôm đó yến thành đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mới đem sư tôn chọc tức đều muốn xuất động tuyệt yên thánh lệnh thế nhưng là sư tôn trở lên những thứ này chỉ là đồ đệ suy đoán tề hinh nguyệt lập tức nói đồ đệ cũng không có chứng cứ có thể chứng minh việc này thật cùng ly quốc hoàng để có quan hệ Tề Hinh Nguyệt còn là sống ra lòng chắc ẩn, nàng không muốn bởi vì nào một cái suy đoán, dẫn đến vô số ly quốc bách tính chết thảm tại đạo này tuyệt uyên thánh lạnh phía dưới. Tân Huyền Khe lại là cười lạnh nói, cho bọn hắn biết mình sắp sắp chết đến nơi, tự nhiên là sẽ ngoan ngoãn đem hết thảy chân tường cáo chi bản tôn, ngươi nói cho cái kia 12 tên thủ uyên giả, trước vây thành, vây mà không tấn công. Vây thành trong lúc đó, lên một con ruồi đều không cho thả ra lạc thành. Tân Huyền Khe biết, tử vong bản thân đối người mà nói cũng không đáng sợ nhưng chờ đợi tử vong trong khoảng thời gian này lại là thứ nhất giày vào cung thống khổ mà lại nàng xưa nay sẽ không sợ hãi chính mình sẽ sát hại vô tội dù sao chết thảm trên tay nàng người vô tội chính nàng cũng không thể đếm hết được có bao nhiêu tề hinh người gặp sư tôn ý đã quyết lên đành phải nói ra cẩn tuân sư mạnh. lúc này ly quốc lạc thành triệu trí cao hôm nay lùi khách sạn gian phòng dự định cùng thê nữ rời đi lạc thành dù sao hắn bây giờ cũng là một cái bộ khoái ban đầu, trong nha môn đầu còn có thật nhiều sự tình chờ lấy hắn về đi xử lý, hắn không thể bên ngoài du ngoạn quá lâu. Triệu Chí Cao lái xe ngựa mang theo thê nữ ra khỏi cửa thành về sau, lại từ trong bọc hành lý lấy ra Tống Diệt Thần Chủ. Tống huynh, để ngươi sau cùng lại nhìn một chút toàn này phồn hoa lạc thành, lập tức ngươi liền lại muốn theo ta một khối về nhà. Vân Quốc, Tử Tinh Tông, Tử Tinh Tông bên trong sơn môn máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất. Vô số quả đen ở trên không xoay quanh, cũng không dám tới gần mặt đất đi mổ thi thể, bởi vì mặt đất chính ngồi xếp bằng mười mấy đầu hắc sực giao long. Một cái đầu mang bôi chán, thân mặc màu đen dài phục nam tử, trong tay trường kích treo một cái vết thương chống chất trung niên nam tử. Trung niên nam tử này chính là tử tinh tông trưởng môn Tôn Trác Văn. Tôn Trác Văn đã hấp hối, vai phải tức thì bị một thanh trường kích đâm xuyên, thân thể cho sách ở giữa không trung. Ngựa long ma tôn, Tôn Trác Văn nhìn trước mắt cái kia màu đen dài phục nam tử. Ta tử tinh tông cùng các ngươi phạm nguyên tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi hôm nay vì sao đổ ta tông cả nhà? Nước giếng không phạm nước sông, ngựa lòng ma tôn cười lạnh nói. Trên một tháng, các ngươi tại thương ngọc thành ngoài cửa thành. Bố trí mai phục chặn giết ta nhóm Phạm Uyên Tông một chi vận xe chở quáng đội, ngươi cho rằng đem vận xe chở quáng đội tất cả mọi người diệt khẩu. Việc này thì có thể làm được không chê vào đâu được, giọt nước không lọt sao. Cái này cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta Phạm Viên Tông lâm nguyên các đi. Tôn chắc phần cũng biết, hắn sống không được, chính là dứt khoát cười to nói. Ha ha ha, không sai, các người vận xe chở quáng độ trên trăm tên Phạm Nguyên Tông đệ tử đều là chúng ta giết, các người mà đạo đệ tử. Người người có thể chu diệt, người giết các người, cái kia cũng là vì tiên môn đại nghĩa. Ngựa Long Ma Tôn khuế miệng hơi hơi giờ lên một chút, lập tức liền đem tôn chắc văn cái kia hấp hối thân thể ném bên đám kia hắc sực giao long trên không, vẫn từ bọn họ tranh giành ăn. Đúng lúc này, màn dạng không mây bầu trời bỗng nhiên giáng xuống một đạo sấm sét. Ngựa Long Ma tôn tập trung nhìn vào, liền phát hiện cái kia kỳ thực là một cái bọc lấy tử lối kim ấn tuyệt uyên thánh lệnh. Ngựa Long Ma tôn lộ ra thần sắc hưng phấn, nữ nhân kia thế nhưng là có trên trăm năm đều không cho chúng ta thủ uyên giả phát qua đạo này tuyệt uyên thánh lệnh, thật sự là hoài niệm à? Ngựa Long Ma tôn lúc này đem cái viên kia tuyệt uyên thánh lệnh nhét đến trong tay, chợt thần trí của hắn liền đọc được này viên kim lệnh bên trong ẩn chứa mạnh lệnh. Vây khốn ly quốc kinh đô lạc thành, hắn cắt kia cái này lệnh về sau, liền hướng cái kia nhóm hắc sực giao long thổi cái huyết sáo hô đi lão đại ta mang các người đi lì quốc kinh đô du ngoạn một vòng đi tuấn quốc hạng hải một người mặc màu đen giải phục nam tử đang ngồi ở trong biển ngao du kỳ quái là y phục của hắn cùng đầu kia tóc dài lại dính nước không ẩm ướt đột nhiên hắn bay ra mặt nước đồng thời một đầu hai cành cá mập khổng lồ cũng nhảy ra mặt nước hắn chính là ngồi ở đầu kia hai cành cá mập khổng lồ trên lưng cầm trong tay một con cá sinh cạm lên đúng lúc này không trung đột nhiên hàng hạ một đạo sấm sét, cái viên kia bọc lấy tử lôi tuyệt uyên thánh lạnh chính là lơ lửng ở trước mặt hắn Hắn nhìn đến cái kia đạo thánh lệnh, lúc này lộ ra vui vẻ thần sắc, rốt cục có thể ra ngoài hoạt động một chút gần cốt. Hắn cho các kỳ cái kia đạo thánh lệnh, hướng mênh mông đại hải phát ra một tiếng hét to, bỗng nhiên trên mặt biển chính là bay ra mười mấy đầu hai cánh cá mập khổng lồ. Sau đó, cái này mười mấy đầu hai cánh cá mập khổng lồ chính là theo hắn một khối hướng Ly Quốc Kinh đô phương hướng bay đi. Hôm sau, Ly Quốc, Thái úy phủ, Tô Hoàn đã qua tuổi 70, mặc dù vẫn là Ly Quốc thái úy, nhưng sớm đã không hỏi hướng sự tình. Dù sao, cái gọi là nhất phẩm thái úy cũng bất quá là một cái chức xuông, không có thực quyền, cũng không có thực chức. Hắn bây giờ chính là nhàn rỗi ở nhà vẽ tranh, nuôi chim, câu cá, thời gian cũng qua có chút thoải mái. Sáng nay giờ thìn, Tô Hằng chính trong phủ hậu viện, một mình nghiên cứu như thế nào phá giải một bàn ván cờ lúc, một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại Tô Hằng trước mặt. Người đến thân mặc màu đen giải phục, phát quan cao bó, năm như chừng 20 bên hông còn cài lấy một cái quạt xếp. Tô Hoa nhìn đến cái này màu đen dài phục nam tử, liền giống như là nhìn đến một cái lão bằng hữu một dạng cười nói. Tiết Vạn Phong, sao ngươi lại tới đây? Nhanh, cùng ta cùng một chỗ nhìn xem làm sao phá bàn cờ này cục. Tiết Vạn Phong lại vẫn đứng tại chỗ, thần sắc nghiêm túc nói. Tô Hằng, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi mau rời đi lạc thành đi. Thế nào? Tô Hằng nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vạn Phong, ngươi hẳn phải biết ta bản tính, ta người này nhưng cầu một cái sống minh bạch. Ngươi nếu là không nói cho ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ không rời đi lạc thành. Hại, Tiết Vạn Phong lại mở miệng, người biết ta không thể nói, để ta đoán một chút. Tô Hoàn hiếp lại hai mắt nói, người Tiết Vạn Phong bây giờ là Lâm Nguyên các thủ yên giả, chỉ nghe Lâm Nguyên các các chủ cùng Phạm Uyên Tông Tông chủ điều lệnh. Người bây giờ thần sắc như vậy ngưng trọng chạy tới khuyên cáo ta rời đi lạc thành chẳng lẽ? Tô Hoàng hai mắt trợn tròn, là nữ ma đầu kia muốn tới lạc thành đồ thành. Tiết Vạn Phong không nói gì, phảng phất là chấp nhận. Tô Hằng lại là đột nhiên phá lên cười, Ha ha ha, Tiết Vạn Phong, tiểu tử ngươi vẫn là không có từ bỏ ưa thích nói dối dọa người bệnh cũ, đừng tưởng rằng ngươi tại cái này cố làm ra vẻ liền có thể hù dọa ta. Chúng ta Ly Quốc triều đình cùng Huyền Nguyên Ma Tôn giao tình luôn luôn rất tốt, Tiên Hoàng còn đem chúng ta Trần Quốc thần khí Hiên Viên đỉnh tặng cho cho nàng. Nàng đối với cái này thế nhưng là một mực vô cùng cảm kích. 10 năm trước, nàng còn tự thân ra mặt đem trưởng công chúa cho cứu ra. Cho nên, Tiết Vạn Phong, ngươi thì không cần tại cái này làm bộ đến dọa ta, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra ngươi là đến làm xấu, muốn tìm ta chọc cười. Tiết vạn phong thần sắc lạnh lùng nói, ta đã khuyên qua người, đã không phụ giao tình, tin hay không tùy người. Tô Hằng vẫn là cười nói, ha ha ha, vẫn còn giả bộ, tiểu tử người vẫn còn giả bộ. Bỗng nhiên, tiết vạn phong bóng người bỗng dưng tại biến mất tại chỗ. Ai nha, tiểu tử người mắt thấy lừa gạt không đến ta, tâm hỏng, lại chạy. Tô Hằng vuốt vuốt trầm dâu của mình cười nói, đúng lúc cả này, có hạ nhân đến bẩm báo. Tô Công, Trương Thị Lang bên ngoài cầu kiến. Tô Hằng lập tức nói, mau mời cái kia trương thị lang nhìn thấy tô hằng về sau lập tức là quỳ xuống tô công mời người mau cứu phụ thân ta cái này trương thị lang tên là trương chính đào phụ thân của hắn chính là đương triều thừa tướng trương thừa viễn ly quốc triều đình có hai vị thừa tướng theo thứ tự là tả thừa vi kiến đức cùng hữu thừa trương thừa viễn trương thừa viễn là người luôn luôn cương trực công chính hận nhất nếu đường bên trong kéo bè kết phái hành động vì thế hắn từng nhiều lần thượng tấu chết vạch tội vi kiến đức chỉ tiếc bây giờ vi đảng thế lực ngập trời trương thừa viễn đã vô lực hồi thiên thì liền hắn dâng tấu trương vạch tội tấu trương sau cùng cũng là rơi vào vi hoàng hậu trong tay đương kim hoàng đế lý càn thể căn bản thấy đều chưa thấy qua tô hằng lập tức khóm lưng mùa đêm cái kia trương thị lang nâng đỡ nói ra hiền chất đến cùng chuyện gì lê lại nói trương chính đào lại vẫn quỳ trên mặt đất nói ra sáng nay bệ hạ vẫn như cũ không vào chiều sớm mà cái kia vi hoàng hậu vậy mà tại cái kia trên triều đình buông dém chấp chính phụ thân ta chính là tại chỗ liệt kê đến bọn họ vi đảng mấy cái ngập trời hành vi phạm tội còn chỉ cái kia vi hoàng hậu thống mạ vài câu Vi hoàng hậu lúc đó chính là rất tức giận, sai người đem phụ thân ta hạ chiếu ngục, còn muốn tại ngày mai buổi trưa đem hắn chém đầu, bây giờ triều đình liền chỉ có Tô Công có thể cứu ta phụ thân rồi. Nói, Trương Chính Đào hướng về Tô Hằng đập mẩng đầu lên, còn mời Tô Công mau cứu phụ thân ta. Kỳ thật đương kim triều đình vi đảng hung hăng ngang ngược sự tình, Tô Hằng cũng là hiểu rõ tình hình. Chỉ là hắn sớm đã chán ghét miếu đường bên trong vây cánh chi tranh, cho nên hắn trước đây đều là mắt tiếc tai ngơ, chỉ muốn bo bo giữ mình nhưng trương thừa viễn cùng hắn là có rất thâm giao tình bây giờ trương thừa viễn chén đầu sắp đến hắn cũng đã không thể khoanh tay đứng nhìn sau đó tô hằng lại mở miệng cùng cái kia trương thị lang nói ra hiền chất ngươi lại an tâm trở về ta lập tức tiến cung diện thánh dù là hôm nay là đánh bạc ta đầu này mạng già ta cũng sẽ cứu ra phụ thân ngươi cảm ơn tô công cảm ơn tô công trương chính đào cảm động đến rơi nước mắt lại liên tiếp dập đầu mấy cái vang tiếng tô hằng quay người hướng một cái nha hoàn nói ra đi đem ta cái kia thân triều phục tìm ra ly quốc hoàng cung bên trong tô hằng mặc lấy triều phục đi tới phụng dương điện bên ngoài hướng nội thị tổng quản ung duyên xin chỉ thị muốn gặp mặt thánh thượng uông duyên nói ra bệ hạ đang bề bộn vô luận người nào đều không được yết kiến còn mời uông công công thông báo một tiếng ta có việc cấp muốn lập tức cả mặt bệ hạ tô hằng nói ra vậy ngươi có hay không vi thừa tướng thủ lệnh hoàng hậu nói ai muốn tiến cung diện thánh trước tiên cần phải cầm tới vi thừa tướng thủ lệnh uông duyên nói ra tô hằng cả giận nói ta tô hằng chính là đương triều nhất phẩm thái úy tam triều nguyên lão bây giờ muốn vào cung diện thành đúng là trước muốn đi vi kiến đức cái kia đòi hỏi một cái thủ lệnh thật sự là sai lầm nghiêm trọng sai lầm nghiêm trọng a à. lúc này uông duyên bỗng nhiên hướng một phương hướng khác về mặt vui cười không lưng cười nói thừa tướng chỉ thấy vi kiến đức ngẩng đầu uẫn ngực vinh vào tự đắc đi tới hắn liếc qua tô hằng lạnh lùng nói ra tô công ngươi hôm nay tiến cung diện thánh là muốn đến cho trương thừa viễn cầu tề nhà ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí công phu nhanh chóng trở về ngươi không xen vào việc của người khác không chừng còn có thể sống lâu mấy năm trương thừa viễn cái kia nghịch tặc dám tại hướng mắc lừa mặt nhục mạ hoàng hậu chính là đại nghịch bất tạo bệ hạ đã đồng ý đem xét nhà chém đấu mặc cho ai đưa cho hắn cầu tình đều vô dụng nói xong hắn liền trực tiếp bước vào phụng dương điện giống như ra và chính mình phủ đệ giống như căn bản không cần bất luận cái gì xin chỉ thị tô hằng gặp một màn này cuối cùng nhịn không được hướng cái kia vi kiến thức mắng gian tướng các ngươi vi thị cầm giữ triều chính giết hại trung lương đạo trời không tha cuối cùng có hủy diệt ngày đó vi kiến đức trên mặt gân xanh đột hiện quay người hướng cái kia uông duyên nói ra nói uông duyên đương kim hoàng hậu chính là xuất từ vi thị tô hằng ở đây nhục mạ vi thị thì là nhục mạ đương kim hoàng hậu người thân là nội thị tổng quản còn không lập tức trưởng miệng của hắn uông duyên lạnh dung nói thờ tướng tô công hắn nhưng là đương triều thái úy nha vi kiến đức quay người chân khí đi nhanh tàn khốc nói vậy là ngươi nghe hắn cái này thái úy vẫn là nghe bản tướng ngươi có thể minh bạch bản tướng lời nói chính là hoàng hậu ý chỉ uông duyên mã lên cho thấy trung tâm nói tiểu nhân tự nhiên là nghe thừa tướng nghe hoàng hậu chợt hắn lập tức quay người chỉ cái kia tô hằng nói người tới người này dám tại phụng dương điện trước cửa nhục mạ hoàng hậu cho ta chừng miệng của hắn lúc này liền có hai tên nội thị trị đen tô hằng chống trọi có khác một tên nội thị dùng bàn tay hung hăng hướng trên mặt hắn rút đánh xuống thẳng đen tô hằng mặt đều đánh sưng lên bên miệng chảy máu khăn vấn đầu đều đánh rụng mái đầu bạc trắng tàn mát uông duyên này mới khiến người dừng tay hai tên nội thị buông già tô hằng về sau hắn vị kia ra cả thân thể liền như nến tàn trong gió lảo đảo vài cái kém chút té ngã trên đất nhưng trên mặt hắn lại không thấy một tia khiếp sợ trí sắc lại chỉ phụng dương điện lớn tiếng mắng bệ hạ ngu ngốc yêu hộ xoán chính gian tướng một tay chê trời thái giám hoành hành bá đạo đây là trời vong ta đại ly thiên vong đại ly à. nói xong hắn cũng là trực tiếp có quốc ngồi dưới đất nước mắt tuôn đầy mặt ta tô hoàn cũng là thẹn với tiên hoàng thẹn với tiên hoàng a à cái kia ôn duyên gặp tô hằng lại vẫn liền mang đem hắn cũng cho mắng lên nổi trận lôi đình hô tiếp tục tiếp tục cho ta trường miệng của hắn có thể lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng dường như sấm sét tiếng long ngâm đen tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc ở mọi người tại đây lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy mấy cái thân hình to lớn hắc rực giao long theo đám mây đáp xuống tại hoàng cung phía trên xoay quanh phi hành che đậy nửa bầu trời cả tòa hoàng cung đều bao trùm lên một tầng hắc ảnh giống như có mây đen áp đỉnh Quân Duyên thấy cảnh này, hai mắt trừng lớn, thân thể hơi hơi phát run. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn trước đây thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hắc long lượn quanh cung cảnh tượng. Chẳng lẽ đúng như vừa mới cái kia tô hằng chửi mắng đồng dạng? Đây là thiên vong đại ly hiện ra. Lúc này, lạc thành cửa thành bắc. Vi kiến đức tri tử Vi An Bang cùng mấy tên con em quyền quý đang muốn ra khỏi thành đi săn. Vi An Bang còn cùng đám kia con em quyền quỷ nói ra xem đến phần sau chiếc xe ngựa kia phía trên lồng sắt bên trong nữ nhân không lần này đi săn người nào đánh con mùi nhiều nhất người nào liền có thể ưu tiên theo lồng bên trong chọn một nữ nhân hưởng dụng các ngươi đừng tưởng rằng lồng bên trong trang đều là trong thanh lâu cái chủng loại kia dong tri tục phấn nữ nhân các nàng có thể từng cái đều là đương triều danh thần trí nữ chỉ vì các nàng tại triều làm quan phụ thân đắc tội phụ thân ta mới rơi vào kết cục này thôi nghe xong vian bang lời nói này về sau cái kia mấy tên con em quyền quý lúc này hào hứng tăng vọt có thể đi vào cổng thành lúc Vi An Bang bọn người lại là nhìn đến trên cửa thành thủ binh đã toàn bộ ngã vào trong vũng máu, rất nhiều vừa ra khỏi cửa thành không lâu người đều khào trở về chạy. Vi An Bang lúc này cùng đám kia con em quyền quý rủi ngựa ra khỏi thành xem xét, chính là nhìn đến thành đứng ngoài cửa một người mặc màu đen dài phục nữ tử, tay phải cầm một thanh khoảng chừng dài 7 mét đại đao. Tại trước người của nàng đứng thẳng một cái thẻ bài, trên đó viết: "Ra khỏi thành người, chết." Mà lại, ngoài cửa thành đã đủ đều là thi thể, trong đó không thiếu là có chút tù vi tu chân giả. Lúc này, Vi An Bang vẫn ngồi trên lưng ngựa, hướng nữ nhân kia hỏi: không biết các hạ là người nào, có biết nơi này là ly quốc kinh đô lạc thành, dám ở chỗ này đại khai sát giới. Nữ nhân kia lạnh lùng nói, các ngươi có ba giây chạy về bên trong thành. Ha ha ha, Vi An ngửa đầu cười to nói, ngươi những lời này cũng chỉ có thể dọa một cái đám kia dân đen thôi. Ngươi có biết ta là ai, ta chính là hứa thị nhất tộc đại phong tử đệ, phụ thân ta càng là ly quốc đương triều tể tướng. Hứa thị là ly quốc bốn đại tu chân thể gia một trong, Vi An băng thân là hứa thị con cháu, tự nhiên là có chút tu vi trong người. Nói xong, hắn càng là đã vận hành lên tu vi, chân khí bắt đầu ở hắn quanh người quanh quẩn, tựa hồ muốn làm cho đối phương biết, hắn nhưng là một cái nhân vật hùng ác. Nhưng bỗng nhiên, nữ tử trường đao trong tay ngang bổ tới, đem hứa an bang cùng mấy cái kia con em quyền quý đầu đều thẳng tiếp lột, nữ tử khuấy miệng hơi hơi dương lên nói. Ba giây đã qua, lập tức, màu đen dài phục nữ tử cũng một đao đem trang lấy đếm danh nữ nhân lồng sắt bổ ra, cùng các nàng nói ra, ta cũng cho các người ba giây, chạy về trong thành mấy cái kia nữ nhân gặp này cũng không kịp đáp tại đen giải phục nữ tử cứu giúp tri ân lúc này quay người chạy về bên trong thành bỗng nhiên nửa bầu trời không hiểu đen lại người tới chặng đen giải phục nữ tử hướng phía trên nói ra chỉ thấy giữa không trung một kẻ lão nhân tóc trắng khẽ cười nói xin lỗi xin lỗi lớn tuổi đi đứng hơi chút chậm chạp tóc trắng tay phải của lão nhân lại vẫn kéo lên một tòa núi lớn trịnh tuyên di ngươi về sau chuyển một chút lão nhân tóc trắng cùng cái kia đen giải phục nữ tử nói ra Trịnh Tuyên Di trực tiếp là bay đến giữa không trung, nàng cùng cái kia lão nhân tóc trắng cũng đều là Lâm Nguyên các thủ uyên giả. Cái kia lão nhân tóc trắng chợt liền đem trên tay ngọn núi lớn kia bỏ xuống, dùng nó phá hỏng cả tòa cửa thành. Lạc thành mỗi một mặt thành tường đều có ba tòa cửa thành, chung 12 tòa cổng thành. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lạc thành 12 tòa cổng thành đều là bị phong kín, ra vào không được. Lạc thành trên không luận vòng lấy mười mấy đầu hắc sực giao long, mười mấy đầu hai cánh cá mập khổng lồ, còn có bảy tám đầu cưới mây đạp gió cự mãng, giả thiên tế nhật nguyên bản ban ngày lạc thành giống như lập tức rơi vào đêm tối lạc thành dân chúng chưa từng gặp qua dạng này quang cảnh nguyên bản phồn hoa náo nhịn đường đi lúc này loạn cả một đoàn bên trong thành biến thất ngựa gần như đồng thời mất khống chế đều thành ngựa hoang mất cương tại trong đường phố sông ngang đi loạn bị thất ngựa dẫm đạp mà chết bị xe ngựa đập vào mà chết bách tính liền khó có thể tính toán lúc này lý quốc hoàng đề lý càn thế Vì hoàng hậu cùng cán tinh mà tôn la tự âm đều là tại phụng dương điện bên trong mạnh tiên sư bên ngoài đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Vi hoàng hậu hướng La Tử Âm nói ra, La Tử Âm ở đây đã dùng tên giả vì mạnh thiên, thậm chí hắn bề ngoài đều cùng nguyên bản không giống nhau, mà hắn lại trở thành lý Cản thế sư phụ, cho nên vi hoàng hậu gọi hắn là mạnh tiên sư. La Tử Âm lúc này sắc mặt hết sức khó coi, hắn biết được trên trời lượn vòng lấy những cái kia to lớn yêu thú đều là lâm nguyên các yêu sủng. Lòng hắn nghĩ, chỉ sợ là hành tung của mình bại lộ, biết sớm như vậy, hôm nay thì không nên trở về đến Lạc Thành, hiện tại rơi vào bấy dập, bị người bắt rùa trong hũ. Bởi vì tâm sinh sợ hãi, cũng bất chấp gì khác, La Tử Âm lúc này hóa thành một đoàn hắc ảnh, độn bay mà chạy, có thể thân ảnh của hắn vừa bay đến hoàng cung trên không, một mặt lôi vóng lúc này đem hắn bao lại, trước mắt càng là xuất hiện mấy cái hắn hết sức quen thuộc lại để cho hắn cảm thấy hoảng sợ thân ảnh màu đen. Ngựa Long Ma Tôn, Kỳ Sát Ma Tôn, Thiên Độc Ma Tôn, Phạm Cương Ma Tôn, các người làm sao đều tới? La Tử Âm thanh âm đều đang phát run. Tại Tần Huyền Khê biến mất trong đoạn thời gian đó, La Tử Âm tuy nhiên làm qua tông chủ, nhưng bằng không phải hắn tu vi, mà chính là hắn nghĩa phụ nhân mạch quan hệ, bởi vì nghĩa phụ của hắn là Phạm Nguyên Tông một vị đại trưởng lão, hiện tại vị này đại trưởng lão từ lâu bị Tần Huyền Khê giết chết. Lâm Nguyên các bên trong không ít thủ yên giả, tu vi đều tại La Tử Âm phía trên, cho nên La Tử Âm mới không cách nào đạt được Lâm Nguyên các tán đồng, tại sau đó đảm nhận tông chủ trong lúc đó mới một mực lấy không được tuyệt tiên thánh lệnh, không thể cùng lúc hiệu lệnh 12 vị thủ yên giả. Lúc này, lục nhàn cái kia thanh lãnh thanh âm tại la tự âm sau lưng chuyển đến. Ta cũng tới, chợt, một hỏa thái anh ra khỏi vỏ, lửa cháy ngấp trời bắn ra. Lúc này, phụng dương điện bên trong, vi hoàng hậu ngay tại trần an lý cần thế. Bé hạ, không nên quá lo lắng, mạnh tiên sư đã đi bên ngoài thị sát tình huống, lấy tu vi của hắn, đối phó bên ngoài bấy yêu thú kia, tất nhiên là dễ như trở bàn tay thế nào biết vừa dứt lời chỉ nghe âm một tiếng vang thật lớn một đoàn bọc lấy màu đỏ hỏa diễm thân thể đánh vỡ nóc nhà rơi vào trong điện trong điện ở giữa đập ra một cái hố to đến vi hoàng hậu cùng lý can thế theo tiếng nhìn qua chính là nhìn đến la tự âm khuôn mặt biển dạng đã mất đi ý thức toàn thân che màu đỏ yêu hỏa trên thân không ngừng toát ra hắc khí la tự âm toàn thân ma mạch là đã bị thiêu hủy tu vi mất hết nghiêm chỉnh thành một tên phế nhân tân huyền khê đã phân phó không thể để cho la tử âm chết rất dễ dàng cho nên lục nhắn xuất thủ vẫn là lưu lại tình chỉ là phế đi hắn một thân tu vi, còn lưu lại hắn nửa cái tàn mệnh. Đương nhiên đây là sẽ để cho hắn so chết còn thống khổ gấp trăm lần. Cái này, đây là mạnh tiên sư. Vi hoàng hậu không nghĩ tới, tu vi kia cao thâm càn tinh mà tôn lại bị người đánh thành bộ này kém chút nhận không ra còn là một người bộ dáng. Cái kia bên ngoài tới đến tổ cùng là bực nào lợi hại tiên mà. Lúc trước, vi hoàng hậu chỗ lấy đáp ứng đem la tự âm dấu ở cái này trong hoàng cung, tất nhiên là có tư tâm bởi vì vi hoàng hậu thể chất là chỉ thích hợp ma tu có thể nàng lại xuất thân từ tiên tu thể ra không cách nào quang minh chính đại tiến hành ma đạo tu hành một lần vô tình nàng gặp la tử âm la tử âm lấy có thể thụ nàng ma tu tấm pháp cùng cung cấp ma tu đan dược làm điều kiện để cầu đến ly quốc hoàng cung che chở chỗ hai người tự nhiên là ăn nhịp với nhau các lấy chỗ lấy lý càn thế gặp này cuối cùng nhịn không được xong ra đại điện muốn xem rõ ngọn ngành chỉ thấy hoàng cung phía trên lăng không đừng đấy 12 cái thân ảnh màu đen chiều cao không đồng nhất có nam có nữ Lúc này, Tô Hằng còn tại Phụng Dương Điện bên ngoài, hắn rung động run rẩy lật cùng Lý Càn Thể nói ra. Bệ hạ, cái này mới hai vị thế nhưng là Phạm Nguyên Tông Thủ Yên Giả, chỉ có huyền nguyên Ma tôn tuyệt uyên thánh lạnh có thể đồng thời điều động đến bọn hắn. Bệ hạ, chúng ta phải tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, chúng ta ly quốc đến cùng vì sao sự tình xúc phạm vị kia nữ ma tôn à. Lý Càn Thế chính là hướng về chân trời cái kia 12 đạo bóng người hô. Ta ly quốc khoảng thất cùng huyền nguyên ma tôn từ trước đến nay giao hảo. Tiên phụ còn từng tặng cho nàng bản quốc trấn quốc thần khí hiên viên đỉnh không biết lúc này là bởi vì chuyện gì chọc giận tới nàng còn mời các vị chỉ rõ chân trời lúc này truyền đến một đạo thanh âm u lãnh cũng không biết là cái kia cho mười hai người cái kia một vị thanh âm các ngươi vì sao sự tình chọc giận tới bản tông tông chủ chẳng lẽ chính các ngươi không biết nhớ kỹ tại bản tông tông chủ tôn giả đến nơi đây trước đó ra khỏi thành người chết nói xong cái kia mười hai đạo bóng người chính là hư không tiêu thất đương nhiên bọn họ cũng không có đi xa vẫn canh giữ ở lạc thành bốn phía lý càn thế gấp bến độ tại nguyên chỗ đào quanh trong miệng lầm bầm nói Đến cùng làm sai chỗ nào cái gì, đến cùng chỗ nào sai, đến cùng vì sao sự tình chọc giận tới nữ ma đầu kia. Lúc này, một bên vi kiến đức góp lời nói, bệ hạ, việc này không thể coi thường, như xử lý không tốt, sợ sợ tất cả chúng ta đều phải chết. Lý Càn Thế lập tức bắt được vi kiến đức hai vai hô, vậy ngươi nói nên làm cái gì, chẳng nên làm cái gì. Vi kiến đức nói ra, bệ hạ cần phải lập tức triệu tập chúng thần, cộng đồng thương thảo đối sách, mặt khác nên lập tức hướng lạc thành bốn phía gián thiết treo giải thương hoàng bàng. Như có người biết huyền huyên ma tôn vì sao sự tình vây khốn lạc thành, thì thường mười vạn kim, phong vạn hộ hầu. Tốt tốt, thì đi làm theo lời người, nhanh, nhanh đi làm. Lý Càn Thế có chút điên cuồng mà hô. Bỗng nhiên, hắn không khỏi nghĩ tới tỷ tỷ của hắn đến. Nếu là tỷ tỷ ở đây, có lẽ nàng biết nên xử lý như thế nào trước mắt khốn cảnh. Lúc này, cả tòa lạc thành đều lâm vào cực độ trong khủng hoảng, đại bộ phận dân chúng tầm thường đều núp ở trong nhà, trên đường phố cơ hồ không gặp được bóng người. Tiếng long ngâm, cả tiếng khóc, thỉnh thoảng tại lạc thành trên không vang trở lại hoàng thành thân vệ đem hoàng đế mới hạ treo giải thương hoàng bảng dán đầy lạc thành to to nhỏ nhỏ đường đi lại không có bao nhiêu người dám ra đường nhìn cái này hoàng bảng căng khỏi phải nói có người dám bạch trần cái này hoàng bảng thẳng đến khi đêm đến là mọi người dần dần phát hiện chỉ cần không ra lạc thành trong thành tạm thời vẫn là an toàn thời điểm ra đường người chính là dần dần nhiều hơn treo giải thương hoàng bảng trước cũng bắt đầu đứng đầy người lúc này lạc thành bên trong một cái có chút danh khí người kể chuyện đột nhiên tiến lên bóc cái kia hoàng bảng sau đó nghiêm trình một cái anh hùng giống như cùng tại chỗ bách tình nói ra ta biết cái kia huyền uyên ma tôn vì sao vây khốn lạc thành ta biết chúng ta vì sao sự tình làm tức giận nàng ta biết à tô hằng theo hoàng cung trở lại thải úy phủ về sau cũng không lo được trên mặt bị trong cung nội thị đập thương tổn trực tiếp đi vào thư phòng theo thư phòng đại quý bên trong lật ra một cái huyền thiết cái dương cái này huyền thiết cái dương phía trên chính là bác quái khóa chỉ có hắn một người có thể mở ra cái dương này bên trong là một cái huyền uyên lệnh năm đó là tô Hằng hướng tiên hoàng hiền kế để tiên hoàng đem trần quốc thần khí hiên viên đỉnh tặng cho tần huyền khê tần huyền khê sau đó biết được việc này liền đem cái này viên huyền uyên lệnh cho tô hằng có cái này lệnh người đều xem như nàng huyền uyên ma tôn bằng hữu về sau có việc muốn nhờ tô hằng có thể nắm lệnh này đi thẳng đến tư vũ sơn đi tìm nàng nhưng cái này lệnh chỉ có thể sử dụng một lần tô hằng giờ phút này chính là muốn mở ra cái dương này xuất ra cái này viên huyền uyên lệnh đến tại thời khắc mấu chốt hắn phải dùng cái này viên huyền uyên lệnh bảo trụ bệ hạ mệnh có thể bỗng nhiên hắn mắt tối sầm lại ngất đi trong phủ hạ nhân phát hiện về sau lúc này gọi tới lang trung lang trung đem một chút tô hằng mạch về sau liên nói tô thái úy cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng não tử tựa hồ là thụ bị thương chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không tỉnh lại hôm sau lý cảm thấy đêm qua là trắng đêm chưa ngủ có thể sáng nay hắn chợt phát hiện vi hoàng hậu chẳng biết lúc nào lại không thấy hắn khiến người ta tìm khắp toàn bộ hậu cung đều không có phát hiện tung ảnh của nàng hắn lúc này đem vi kiến đức gọi tới nhưng là liền vi kiến đức cũng không biết muội muội của hắn đến tột cùng là đi nơi nào kỳ thật là vi hoàng hậu tưởng rằng chính mình chứa chấp la tử âm sự tình chọc giận tới huyền yên ma tôn cái này mới đưa đến 12 cái thủ yên giả vây thành cục diện tâm sinh sợ hãi chính là trong đêm chạy đương nhiên nàng cũng không có cách nào chạy ra lạc thành chỉ là tìm cái tự cho là an toàn chỗ ẩn núp trốn đi vi kiến đức cũng không biết muội muội cùng la tử âm ở giữa giao dịch cho nên hẳn cũng là làm thật không biết muội muội chạy đi đâu Vi hoàng hậu nhất thời tìm không thấy, Lý Cần Thế hôm nay chính là được bản thân vào chiều. Bởi vì hôm nay còn muốn trong chiều thương nghị ứng đối ra sao với thành chi khốn, hắn thân là nhất quốc trì quân, nhất định phải tại chỗ. Bách quan vào chiều cung điện vì trường thanh điện, Lý Cần Thế lâm chiều về sau, chính là nhìn đến trong điện văn võ bả quan, từng cái đều một mặt về sợ hãi. Thậm chí có người thân thể còn tại hơi hơi phát run, lúc này nếu có tại bọn họ bên tai hôm một tiếng huyền huyên ma tôn tới, bọn họ đoán chừng đều sẽ bị dọa đến đại tiểu tiện bài tích không kiềm chế. Hiện tại hướng lên trên đường đầy những quan viên này, phần lớn đều là vi kiến đức vây cánh, không phục vi kiến đức quan viên hoặc là đã bị tổng giam, hoặc là đã bị xét nhà chém đầu. Chúng khanh ra, có thể có người biết nên như thế nào giải cái này lạc thành chi vây. Lý Càn thấy hướng văn vào bà quan nói, có thể hướng lên trên quan viên từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại không một người phát biểu. Phế vật, các người từng cái đều là phế vật, triều đình làm sao nuôi các người đám phế vật này. Lý Càn Thế giận dữ nói, thần kinh của hắn đã là căng thẳng một ngày một đêm, sáng nay lại còn phát hiện hoàng hậu tự dưng mất tích, cái này liền thúc đẩy hắn cơ hồ tiến nhập trạng thái điên cuồng. Vụt, một tiếng, hắn rút ra bộ kiếm của mình, chỉ đầy chiều quan viên nói, hôm nay, nếu là luận không ra một cái thỏa đáng cách đối phó, ai cũng nghỉ muốn còn sống rời đi đại điện này. Vì kiến đức chính là lập tức dẫn đầy chiều văn võ hướng Lý Càn Thế quy xuống, bệ hạ, bớt giận, long thể quan trọng a. À. Đúng lúc này, Long Kiêu vệ chỉ huy sứ mang theo một cái bình dân đi vào đại điện, cái kia bình dân chính là người kể chuyện Hà Kim, trong tay hắn còn cầm lấy một tấm kéo xuống hoàng bảng. Chỉ huy sứ hướng lý cần thể nói ra, "Bệ hạ, người này bóc hoàng bảng, hắn nói, hắn biết chúng ta Ly quốc vì sao sự tình chọc giận tới Huyền Nguyên Ma Tôn." Lý Cần Thể bán tin bán nghi hướng người kia hỏi, "Ngươi tên là gì, là làm cái gì?" "Hồi hoàng thượng, ta gọi Hà Kim, là tại đầu đường kể chuyện." Hà Kim một mặt cười ha hả nói ra, "Vậy ngươi cho chậm nói một chút." chúng ta ly quốc là bởi vì chuyện gì chọc giận cái kia nữ ma tôn lý càn thế hỏi hà kim nói ra việc này toàn bởi vì mình ly quốc một đôi ngu xuẩn cầu nam nữ mà lên mười năm trước ta tại lạc thành kể chuyện thời điểm có cái nghe sách khách người cùng ta nói qua hắn huynh đệ vị hôn thê từng xuyên qua cùng huyền uyên ma tôn trên thân món kia huyền uyên cửu uy giống nhau như đúc vải đen chắc hẳn nhất định là hắn huynh đệ kia sắc đàm ngập trời đối huyền uyên ma tôn đều đấu gan lên khi nhờn chi tâm mới mạnh lạnh vị hôn thê của hàn xuyên thành đè như vậy vậy giả trang thành huyền nguyên ma tôn dáng vẻ sau đó hai người tránh trong phòng được cầu thả sự tình cái gọi là nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm đôi cầu nam nữ kia như thế chế tạo 10 năm tiết độc huyền nguyên ma tôn mười năm rốt cục tại gần đây bị huyền nguyên ma tôn phát hiện đôi cầu nam nữ kia bây giờ tất nhiên là chết nhưng đoán chừng cái kia huyền nguyên ma tôn vẫn không có hết giận mà cái kia cầu nam nữ lại là mình ly quốc bách tính cho nên huyền uyên ma tôn mới nghĩ đến nhờ vào đó chuyện tới mình Lý quốc kinh đô đến hưng sư vấn tội thưa cô lại đòi hỏi mấy cái mình đại ly trấn quốc pháp khí hà kim lời nói xong về sau tại chỗ văn vò bả quan đều cảm thấy mươi phân chấn kinh thiên hạ này thật có phàm nhân nữ tử dám giả trang thành huyền nguyên ma tôn bộ dáng cùng nàng người yêu tại trong khuê phòng làm vui cái này không ổn thỏa muốn chết sao có thể hà kim mà nói thực sự không hợp thói thưởng trong lúc nhất thời khiến người ta khó có thể tin phục hoàng thượng cái kia mời vạn kim ta đi nơi hiện nào lệnh á hà kim vẫn một mặt cười ha hả nói ra thật tình không biết lúc này tân huyền khê bản tôn đã đi tới trường thanh điện trên không vốn là nàng là nghĩ đến nhờ tới ly quốc tiên hoàng năm đó cùng giao tình của nàng nàng là muốn cho lý càng thấy một cái ở trước mặt giải thích vì sao chứa chấp la tử âm cơ hội có thể nàng trùng hợp là nghe được hà kim cái kia lời nói nàng trong lòng biết hà kim trong miệng cầu nam nữ chỉ chính là nàng và tống diệp dù sao năm đó triệu trí cao tại hà kim kể chuyện sạp hàng đã nói tống diệp si tình sự tích lúc nàng cũng là tại chỗ nguyên bản tân huyền khê cũng không để ý người khác ở sau lưng bố trí nàng cùng tống diệp ở giữa sự tình dù sao nàng cùng tống diệp ở chung vốn là một mực dùng chính là thân phận giả sở dĩ năm đó thu ngữ thôn người hoài nghi nàng là thanh lâu ký nữ triều trì cao năm đó chỉ trích nàng bạc tình bạc nghĩa phong tình vạn chủng tự mình có rất nhiều người tình nàng đều hoàn toàn không để trong lòng nhưng hôm nay không giống nhau bởi vì bây giờ tống diệp chết rồi nhưng lại có bất kỳ người lung tung bố trí nàng cùng tống diệp ở giữa sự tình liền đều sẽ chạm đến vảy ngược của nàng sau đó tân huyền khê lúc này lạnh lùng cùng 12 vị thủ yên giả hạ lệnh đem trong hoàng cung tất cả mọi người giết một người sống không lưu lúc này thải u thí luyện tháp bên trong Tống Diệp vẫn bị vây ở trong tháp thứ 20 tầng. Tầng này đối thủ, Trúc Trường Thanh cùng cố y tình hai vị này tiên tôn có thể nói là cực khó đối phó. Mà lại, Tống Diệp còn phát hiện tầng này hai cái này bác sĩ kỳ thật vẫn tồn tại một cái mười phần khó giải quyết cơ chế. Cái này cơ chế chính là, hai vị tiên tôn, bất kỳ một cái nào sau khi chết hai giây bên trong, một cái khác liền sẽ lập tức tiến vào cơ hồ vô địch phòng ngự trạng thái. Cho nên, muốn nghĩ thông suốt qua cửa ải này, liền là không thể lấy lúc trước một một kích phá sách lược, mà chính là phải nghĩ biện pháp, đồng thời đem hai người bọn họ giết chết hai người tuần tự tử vong thời gian không thể vượt qua hai giây